Cô Lê Nguyễn Hoa Kiển xin mến chào bà con nha. Hôm nay mình có trở lại nhà vườn của Văn Vi để review giao lưu bà con trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì mình sẽ giao lưu những cây lứa lở lở gì nghe bà con. Cây đang hoa, trưởng thành đẹp. Thì vườn Văn Vi thì gồm có như Mỹ vàng sọc, tím sen Vĩnh Châu, phụng hoàng cam, đỏ kép, vàng son sữa, Mỹ vàng son đó bà con ơi. Rồi một số cây vàng son Cần Thơ, Mỹ trắng. Thì mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với số điện thoại của Văn Vi ở phía dưới màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn để giao lưu. Rồi xin chào tất cả cô dì chú bác gần xa ha, chào anh Liêm Nguyễn ha. Thì rất vui được gặp lại cô dì chú bác gần xa mình trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình có một số mặt hàng để giới thiệu tiếp tục cho cô dì chú bác mình những cây lứa lứa cây lớn ha. Thì đầu tiên đây là một cây hồng cánh kép nha tất cả cô dì chú bác mình đây. Thì đây em cho xong số cây này, cao là 70. Cái này cũng đang có nụ sẵn, cây hồng kép nha. Đây, form này cũng rất là đẹp đây, nụ sẵn. Dòng hồng kép này hoa cũng rất là đẹp nha. Thì cây này giao lưu cùng cô dì chú bác mình mã đầu tiên là L1 nha. L1 nha cô dì chú bác mình. Là 200.000 mã L1. 200.000 một cây hồng kép. Tiếp theo lên ha, giao lưu cho cô dì chú bác mình là hai cây Mỹ trắng cây ghép ha. Đây. Hai cây Mỹ trắng. Cao này là cao 90. Cao này là cao 70. Cây này ghép nha cô chú tất cả bà con mình. Đó. Đây, cây ghép. Đang nụ nó ghép liền dài. Hai cây này mã L2 chỉ giao lưu cho cô tất cả cô dì chú bác mình là 300.000 bao ship hai cây luôn. Hai cây Mỹ trắng. Mã L2. Vậy cho dễ phân biệt nha con mình đó, dễ phân biệt được mình đã xem video nào ngày nào để em tìm cây cho nó dễ. Tiếp theo là một cây Mỹ vàng son đó, form tàn này quá đẹp luôn, hàng thần chậu sống khỏe hết nha bà con mình. Đây một cao 1m nha, là 30 thoát thân 55, rất là đẹp luôn cây này đó, Mỹ vàng son. Mã này L3 giao lưu cho bà con mình chỉ có 300.000 bao ship nha. 300.000 đơn hàng dán 150.000 là em đi. Thì tiếp tục đây, một cây đỏ kép và một cây phụng hoàng lửa. Đỏ kép là cao 35, phụng hoàng lửa cao 55 hơn, nó gần 60. Thì này là mã L4 giao lưu cùng cô dì chú bác mình chỉ có 300.000. Ồ, đặt 400.000 xin lỗi, 400.000 bao ship. Hai cây. Mã L4 400.000. Đó, đỏ kép và phụng hoàng lửa nha. Rất là đẹp. Cái đỏ kép cũng một cốt, phụng hoàng lửa cũng một cốt, mã L4. Rồi, ok. Theo lên giao lưu cho bà con mình một cây hồng tím thơm, khuyến mãi luôn. Cây này thì lúc thuận nó hơi bị xuống lá, giờ nó đâm tược khỏe lắm nha bà con mình. Cao là 80. Ngang là 60. Rồi cây này mã L5 giao lưu cùng bà con mình, cây này chỉ có 200.000 bao ship luôn. Mình là 7, này là có đế nôm luôn, đẹp. Nó chơi đế rễ luôn nha, môi này là rễ đứng luôn á. Môi cây giữa kìa là rễ, nguyên bộ rễ như này luôn. Nó chỉ đứng bằng rễ luôn nè. Cây này chỉ có 200.000 nha. Cây này đang đâm tược phát triển rất là mạnh này, 200.000 mã L5. Hồng tím thơm. Tiếp theo là mã L6, một cây cam tà lon, thoát thân quá tuyệt vời, cao 1m hơn, ngang là 60, thoát thân là 60, quanh là tầm quanh 56. Cây này mã L6 giao lưu cùng bà con mình chỉ có 200.000 nha, 200.000 bao ship. Đó, cam đã lon đẹp, phong tàn rất là đã luôn, chuẩn chu luôn. Mã L6 cam đã lon. Tiếp theo mã L7, đây là một cây Mỹ tím, hàng siêu quẹo luôn. Hỏi chén này vẫn làm dán nghiêng, về làm một xe dán nghiêng được luôn nha. Cao là 90. Đó, đẹp, trái quá trời trái. Cây này mã L7 nha, hàng này cũng thuần chậu khỏe nè,
Rồi cây này giao lưu cho bà con mình chỉ có 150.000 bao ship nha. Mỹ tím thơm lá gân, mỹ tím cà mau, mã L7 mỹ tím. Tiếp theo mã L8, một cây đỏ kép cao là 50, ngang là 40. Cây này mã L9 hả, mã L8, mã L8. Cây này giao lưu cùng bà con mình, cây này chỉ có là 500.000 bao ship luôn, 500.000 bao ship nha. Rất là đẹp cây này. Ok, xuống cây tiếp theo thì mình là chính lên một cái cây bự này cho bà con ngắm luôn, mỹ vàng sọc đó, đang hoa luôn. Cây này cao là 80, khó khăn là 40. Cái này mà cắt hết việc ở nhà mình, cắt hết cái lùm này là một cốt nha. Cái vành này cũng là vành 6 á, 5-6 á, một cốt hẳn lên luôn đó. Để tượng về tự nhiên cho bà con mình chơi. Cây này mã L9 giao lưu cùng bà con mình 2 triệu bao ship nha, 2 triệu cho cây mỹ vàng sọc, quá tuyệt vời, gửi nguyên xiên vậy luôn nha bà con mình. Em chỉ coi cân nặng nó đủ số ký không là em bớt ra một tí phần tí đất thôi. Đúng rồi, rất là đẹp nha. Đó. Chỉ có 2 triệu nha, 2 triệu bao ship rồi, để xuống tiếp em ạ. Cây đó là quá tuyệt vời luôn, cây đó là đẹp. Đây, phụng hoàng cam. À, mình thích chơi phơm tàn lùng, em có phụng hoàng cam phơm tàn lùng lùng này tí. Này mới làm tượng cũng đang đâm rất là mạnh nha, cao là 50. Này cũng là 50 luôn. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Hoa bắt nụ luôn. Cây này là mã L10, 2 cây mã L10 phụng hoàng cam, giao lưu cùng bà con mình. 2 cây này chỉ có là 350.000 bao ship, 1 cây lẻ nó là 200.000 bao ship. Đó. Bên em bán là toàn bộ là những đơn hàng trên 150.000 là bao ship hết, từ 150.000 trở lên. Thì đây tiếp theo vàng son Cần Thơ. Để thoát thang vô phòng tàn luôn, cao 90, cao 90 điều, 2 cây. Đó, 1 cây lẻ là 150.000 mà 2 cây chỉ có 250.000 bao ship hết cho bà con mình nha, bao ship toàn quốc. Vàng son Cần Thơ rất là đẹp nha, 2 cây mã L11 nha. Tiếp theo mã L12, đây là một cây cha tiếp sen Diệp Châu, cao cây này là 80, nghe là 40, mà nó cũng tầm khoảng 6 nha bà con mình, có một cốt trực luôn. Nè, có một cốt trực lên tới đây luôn, nói về cho bà con mình cắt tỉa chơi lại. Thì cây này đang nụ luôn, cây này mảnh L12 ha. Thì cây này giao lưu cho bà con mình hôm nay chỉ có là 600.000 bao ship cây tiếp sen Vĩnh Châu này luôn nha, 600.000 bao ship. Tiếp theo là một cặp mỹ vàng sọc lúa lúa cho bà con mình chơi. Đó. Quá là tuyệt vời, cao 80, cây này cũng cao 80 luôn, cây đang có nụ hết trên cây nha bà con mình, đây đang nụ sọc hết trên cây luôn, nụ đỏ đẹp. Đó. Cho bà con mình về chơi hoa luôn. Một cây lẻ như thế này là 300.000 mà một cặp, cho bà con mình chốt luôn mã L13 này thì có 500.000 cho một cặp, còn một cây lẻ là 300 nha. Đó. Rất là tuyệt vời, mã L13 đó là hoa. Tục cho bà con mình một cặp phụng hoàng cam này, em có mã L14, mã cuối cùng của video, em sẽ khuyến mãi cho bà con mình thêm một cái cây chưa ha. Ok chưa, này là mã L14 đi. Đó, cao là 70 hơn, cao là 70 luôn. Đó, có đang nụ luôn, hai cái phụng hoàng cam quá tuyệt vời. Tặng phẩm cho cô chú anh chị mình một cây hồng cánh kép đang hoa luôn, cây giống hồng cánh kép tặng phẩm thêm, giảm là 350.000 một cặp này, giao lưu cho bà con mình chơi, rất là tuyệt vời, phụ
cùng Hoàng Cam mã L14. Tiếp theo này là một cây vàng son Cần Thơ của con mình đây. Cây này quá tuyệt vời. Cao 1m2, con tàn thấu thân đẹp luôn. 50 đó. Hoành cũng tầm khoảng 56 nha. Thấu thân là 50. Hoành 56 đó. Rồi cây này giao lưu với bà con mình, mã số cuối cùng của video khuyến mãi cho bà con mình, cây này là 600.000 bao ship một cái bàn son Cần Thơ. Quá tuyệt vời luôn, 600.000 thôi nha bà con mình. Và bà con mình xem video thì có ưng ý đơn nào thì bà con mình ủng hộ nha Vườn Văn Vi ha. Rồi bà con mình nhớ ủng hộ cho kênh Liêu Nguyễn Hồ Kiển một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Hẹn gặp lại quý bà con mình vào những video sau. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.